Hey yo, hello nha, chào người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Thành Phố đây, rất vui mừng người nha. Xin chào tất cả anh em của game Đại Tặc Đại Chiến nha, lại là mình đây Tiểu Tử Thành Phố đây, rất vui các bạn. Ok, lại tiếp tục series đua top. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Bắt đầu ngày thứ hai thôi anh em. Này, bắt đầu đua top ngày thứ hai. Quà cáp bắt đầu gửi về hết vào trong thư, trong túi rồi. Giờ thì mình sẽ đi ra nhận quà nha. Quả áo mũ thương lá này chắc để mấy hôm nữa rồi mua, tích 5k mua thêm đồ quay đó các bạn. Giờ tích thêm 5k mua thêm đồ để quay tiếp đã. Quà nạp còn nhiều quá. Này, chiêu mộ tướng này còn nhiều cái để làm quá. Đây mình sẽ mua tiếp 100 cốc này trước. Ok, vậy đi, giờ nhận quà nha. Nhận nhanh luôn này. Quay lại bị khóa rồi ạ. À, một vấn đề nữa là rất nhiều anh em nhắn tin cho mình ở trong thư. Đây, rất là nhiều anh em nhắn tin mình trong thư hôm qua đến giờ. Thì mình cũng tiện, mình cũng nói luôn về vấn đề hàm đội thì hiện giờ nó chưa đủ level để thêm anh em vào. Đây, điểm danh em mới này. Chả biết đến bao giờ đến mới cho thêm được. Đây, mình thì vẫn... Đây, tối đa là 16. Hãy thăng cấp bang hội để nạp thêm. Đó, thì vẫn đang đợi thăng cấp bang hội thôi nên anh em phải đợi nhá. Ok, và trước khi bắt đầu video này thì chúng em xem video về nhớ đừng quên like và share để ủng hộ channel của mọi người rất nhiều. Nó không cho đi nhận tay vậy. Nó không cho đi nhận bằng tay vậy. Nó không cho đi nhận bằng tay vậy anh em. Đó, không cho đi nhận bằng tay vậy. Ui, 1m vàng luôn ạ. 200k. Ui, quá nhiều thế nhờ. Nhận mình nát luôn ạ. Ai chả được một đôi giày ấy thế này, bộ phi công thế này. Lại đủ bộ phi công rồi. Ngon lành rồi. Ôi sao thư còn nhiều nhỉ, từ từ thoát ra vào lại. Để nhận này cho dễ các bạn. Đó, thoát ra vào lại nhận này cho dễ. Còn nhiều nữa không ạ? Ui hay còn nhiều thế. Uầy. À hết rồi đấy. Giờ là hết rồi. Đây còn lại toàn thư anh em nhắn thôi. Đó thì mình cũng thông báo lên luôn cho anh em biết nha. Tiếp theo lên cấp nào, xem lên được level mới không. Rồi lên được level 45 rồi. Level 47 mình cho chơi tiếp. Ok, giờ mình chơi quốc đấy nha. Có gì hot mình xoay quay các bạn coi. Giờ mình cài đã. Ok, ngày mới anh em, buổi sáng ngày mới. Giờ thì đã đầy đủ 5k kim cương rồi. Thì như đã nói mình giờ mình chưa biết làm gì, mình sẽ đi mua 100 cốc bia vàng kia đi các bạn. Mua. Và với 100 cốc bia vàng này mình mong rằng sẽ giảm nhiều S một tí và những con bét mình đã mua những con tướng mình đang cần nhá. Uầy. Đen vậy. Vừa sáng ra mình là đồng cháu SS rồi đấy. Có 2 cốc bia thôi ra đồng cháu SS mà giờ để không ra cháu nào à. Cái vậy. Đừng làm vậy với nhau chứ. Uầy, đừng làm vậy với nhau chứ bạn này. Đây rồi các bạn, 1SS. À, 1S nha, ngon. Đúng tướng đang cần luôn. Ai chà chà, X10 đi, đằng nào cũng vậy. Nó ra thì nó không ra rồi. X10 đây, nó ra thì nó cũng đã ra rồi các bạn. Ok, đây thiếu chỗ trống hả? Ôi trời ơi. Tưởng cái gì, chỗ trống thì không thiếu. Uầy, ngon đấy, nhận luôn ba thùng ấy. Tám hiểm, đấu trường. New. Tượng cái gì? Ôi trời ơi. Thức tỉnh. À, quên lại phải cho này ra khỏi đội viên nữa các bạn, quên mất, mình lại cứ quên. Đây cho cháu ra luôn. Đây, ui trời ơi. Tượng cái gì? Cứ gọi tuyệt vời ông mặt trời đi. Đấy.
thêm một tướng nè, thế này thì ngon rồi. Rồi lại có vàng rồi. Đây xem nào. Rồi chọn đủ luôn ạ. Cho thuyền viên ra khỏi đội hình đúng không? Cho ngay. Có gì đâu. Ui giời ơi, đơn giản. Rồi, nhẹ nhàng lên thức tỉnh các bạn. Rồi, tướng HP. Chính xác con nào. Đây. Ui giời ơi. Lên ngay. Đâu nhờ. Đây, cho lên luôn. Có gì đâu mà thiếu chỗ. Uầy, chỗ mình còn dư nhiều đằng khác các bạn. Giờ còn cho nữa không? Còn cho nào lên nữa không? Bền thế nào? 3, 4, 5, 6. Đây. Quấy, tha hồ. Tưởng cái gì chứ, cái này có mật đầy anh em. Đấy, giờ nhận vàng này. Uầy, sướng luôn. Rồi, giờ đi triệu hồi tiếp. Triệu hồi tiếp nào. X1 vẫn ra dễ S hơn nhá. À, vẫn ra S dễ hơn. Đây, 1 S thế này, ngon. Và thêm một chỗ S. Một S tiếp. Một S. Uầy. Đấy, nó phải như vậy chứ. Ở đây có được nhận gì không? À, nhận một tướng 5 sao ạ. Kho chứa đầy. Còn 20 tướng nữa các bạn, mình sẽ mua thêm. À mà mình hết vàng, hết kim cương rồi đúng không? Hết kim cương rồi. Đấy, à đây rồi các bạn, kim cương rồi. Không có gì bằng lúc này luôn. Đúng lúc thật sự ạ. Đúng lúc thật sự ạ. 130. Triệu hồi. 1S nữa. Triệu hồi. 1B. 1B. 1B à. Lại 1S các bạn, ngon. Đây mà biết rồi. Ok, mình cày tiếp đây. Còn 5 dương thì mình mở lúc sau vậy. Rồi hết mình quay bạn coi nha. Ok, có 15% tỷ lệ nhận được một tướng SS. Mong rằng, ui, thôi bỏ luôn đi, mong cái gì nữa các bạn. Số mình nó không đủ may đến vậy. Tình hình giờ đang băn khoăn các bạn, có lên không? Có lên không? Lên đi. À, còn phải đặt cái level tối đa nữa, tướng đặt cấp tối đa nó mới được ạ. Ok, rồi cày thuốc vậy, có gì hot mình quay bạn coi nha. Ok, lên không đây anh em? Có lên không đây? Mình nghĩ là lên đi, đằng nào trước sau thì cũng phải lên. Đang có cơ hội tốt đẹp như là chả dội gì không lên. Tướng đã lên sao tối đa gì? Đã lên sao tối đa? What? Tướng đã lên sao tối đa? Là sao các bạn? Anh em nào giải thích hiệu vụ này cái? Là sao? Hay là phải gỡ ra tiếp? Gỡ ra thì mình gỡ ra nào, thử gỡ ra coi các bạn. Hay là phải các tướng đi theo sau phải lên cùng ngang tầm. Chứ này làm sao mà đã lên ngày mà đã tối đa được? ASEAN rồi lên đi tầm này mà đã tối đa. Và anh em thích hậu vụ này nha. Hơi khó hiểu đấy. Thôi mình cày tiếp vậy. Ok, sau cả một ngày tìm hiểu. Đây, buổi tối rồi các bạn nhé. Cái quốc cơ đó, quay video cho anh em như vậy á. Thì mình cũng đã biết lý do vì sao mình không tiến cấp lên 8 sao được ạ. Lý do đơn giản thôi. Đấy, lý do không có gì là khó khăn mà đơn giản đó là
bởi vì server nó chưa mở các bạn. Đấy, giờ đây tem độ của mình hiện giờ đây các bạn, gần full 100 hết rồi. Nhiều bạn sẽ bảo xong dồn tướng thì mình thì không muốn nữa các bạn, bởi vì mình xác định chơi đây cũng lâu dài nên là thôi, cứ đi tạm nhà chơi đã, dần nó thay đổi sau, cứ từ từ thay đổi dần dần các bạn. Ok, nhận quà nào, có lên 5 thùng bia này. Ui, 100 mấy, nhận quà. Rồi, thư nhá, đây. Cái này nhiều nhưng mà trong những quý thì, đây hôm nay bây giờ mình mới nhận các bạn. Quên. Ok, ngon lành, giờ thì đi mở quà xem là được gì ngon không. Có đến tận 448 á. Được 8 tướng 5 sao luôn nhá. Một tướng 8 tướng 4 sao 5 sao đúng không? 5 sao đúng rồi. S nói lộn hoài. Ok. Rồi, xin cho con bò luôn. Xem nào. Cháu này 7 sao rồi, từ từ. Để đi từ AC qua này. Đấy. Còn thiếu một tướng nữa à. Đây, đều lên 7 sao hết rồi các bạn. Đây cháu này nữa. Uầy. Được của nó đấy nhờ. Đây chúng mình cho lên luôn đi. Đấy. À, nhiều bạn bảo mình là nuôi con gì ta? Sanji nuôi làm gì? Mình thấy Sanji chơi cũng được mà, nuôi tạm cũng được, có sao đâu. Bây giờ nuôi Sanji thì thay vào tướng nào? Đấy, vấn đề là vậy cơ. Kit thì giờ mình mới có một tướng nuôi không ăn thua. Là chưa muốn nuôi, tạm thời cứ để vậy đã. Ok. À, còn thông báo cái nữa, top mình rớt nha. Top rớt đáy luôn ạ. Rớt kinh lắm ạ. Này, uầy. Anh em vá sấp mặt luôn ạ. Do mình đang để đội để chuẩn bị đi cái luyện tập này các bạn này. 6 tiếng nó sẽ mở nhưng thôi, kiểu này chắc phải đặt lại tem các bạn. Đặt lại đội đó các bạn. Đây. Các bạn đặt đội thấp này để đi cái đấy nó win hơn. Còn nếu đặt nhà thì tỷ lệ khi gặp cái trận đấy đánh khó thắng lắm. Uầy mấy anh em giờ. Uầy nuôi cũng được nhờ. Bắt được tướng xịn rồi đấy. Mình hết vé chiến rồi nên cũng lười chiến lắm. Giờ đi chiêu mộ phát nha. Săn A xe tiếp à? Vâng. Thôi thì mình đang săn trên đường săn A xe thì cứ săn A xe đi các bạn. Ui, giờ lộ ra A xe thì chắc giật mình chết đi nhờ. Ui. Ok thôi, ngày thứ hai thì hôm nay chắc xin chắc kết thúc đây thôi. Đây, nhận được quà cuối cùng này. Cái quà này mở được gì đây? Xem nào. Đâu rồi? Có 15 chỉ mở. Ui, cái này mình mở chỉ ra S thôi biết mà. À đây, ui. Có tướng chơi rồi. Đây, ui. Đây rồi các bạn, có tướng chơi rồi. Được của nó đấy, cứ bình tĩnh. Rồi. Rồi, clip này cũng xin phép kết thúc đây nha. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye. Chúc anh em xem video về, đừng quên like, share, ủng hộ channel nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt nha. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye.